Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về quang cảnh của chùa Hang, một cái địa điểm du lịch tâm linh khá là nổi tiếng ở trên huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ lần lượt quay từ cái quang cảnh bên ngoài của chùa cho đến bên trong. Thì chúng tôi xin giới thiệu như vậy, còn lại cái quá trình quay thì chúng tôi sẽ quay theo cái trình tự từ tổng thể đến chi tiết, từ bên ngoài vào bên trong. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội thất, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Người ta gọi chùa Hang là vì cái chùa này nằm hoàn toàn trong một cái hang đá, cũng khá là kỳ bí, khá là đặc sắc. Và nói về cái phong cách kiến trúc thì cũng khá là đặc biệt vì nó dựa hoàn toàn vào cái hang đá tự nhiên. Đây là cái mặt ngoài của chùa. Bây giờ chúng tôi sẽ quay tới cái cổng chùa rồi quay vào bên trong.